Thời gian là một dòng chảy bất tận, nếu bạn không đi nhanh thì chắc chắn bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Bạn phải làm chủ cuộc sống của mình bằng cách đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn và không ngừng khao khát tìm kiếm một phiên bản tốt nhất của bản thân. Tại Đại học Đại Nam, chúng tôi không chỉ tôn trọng mong muốn của bạn mà còn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình trưởng thành để khám phá chính mình. Ngày 14 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép trường Đại học Đại Nam chính thức đi vào hoạt động, được phép tuyển sinh khóa đầu tiên. Kể từ năm ấy, Đại học Đại Nam chính thức lên ngày 14 tháng 11 là ngày thành lập trường. Tiến sĩ Lê Đắc Sơn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên của nhà trường. Trụ sở chính của trường Đại học Đại Nam đặt tại số 1 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 đặt tại số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Sứ mạng của trường Đại học Đại Nam là cung cấp kiến thức cho người học phát triển toàn diện, đào tạo theo nhu cầu của xã hội, thầy và trò tận tụy cống hiến, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Tầm nhìn đến năm 2025 đến 2030, nhà trường phát triển theo định hướng ứng dụng. Đến năm 2025, Đại học Đại Nam trở thành địa chỉ đào tạo được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo, học tập gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Đạt được những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sau gần 14 năm kể từ ngày thành lập, Đại học Đại Nam đã để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào. 16 ngành đào tạo ở 4 khối ngành gồm sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó có 5 ngành đào tạo trình độ sau đại học gồm Thạc sĩ tổ chức quản lý dược, Thạc sĩ tài chính ngân hàng, Thạc sĩ kế toán, Thạc sĩ quản lý kinh tế và Thạc sĩ luật kinh tế. Đại học Đại Nam đã không ngừng gia tăng về các ngành và các cấp bậc đào tạo. Số lượng sinh viên, học viên theo học cũng gia tăng nhanh chóng cùng với số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu. Nếu niên học đầu tiên 2007-2008, nhà trường chỉ có 35 cán bộ, giảng viên cơ hữu thì đến nay, con số này là 648 người với 360 giảng viên cơ hữu, trong đó có 3 giáo sư, 33 phó giáo sư, 87 tiến sĩ, 201 thạc sĩ, tăng gấp 13 lần so với niên học đầu tiên. Đặc biệt, cán bộ giảng viên được đào tạo ở các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan làm việc tại Đại Nam ngày càng tăng. Sau hơn một thập kỷ đào tạo, Đại học Đại Nam đã có 25.000 sinh viên, học viên theo học. Đến năm 2020, nhà trường đã tuyển sinh được 14 khóa đại học chính quy, 10 khóa đã tốt nghiệp với gần 10.000 dược sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư. Hàng năm có hơn 8.000 sinh viên theo học tại 16 ngành đào tạo. Về đào tạo sau đại học, trường đã có hơn 1.000 học viên cao học tốt nghiệp. Hiện Đại học Đại Nam có gần 800 học viên cao học đang theo học tại 5 ngành đào tạo. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng với chuyên ngành đạt hơn 90%, nhiều ngành đạt 100% với mức lương khởi điểm cao và cơ hội tăng tiến tốt. Tổng diện tích đất xây dựng quần thể trường rộng gần 9 hectare với đầy đủ hội trường, giảng đường, thư viện, trung tâm học liệu, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, ký túc xá sinh viên, khu nội trú quốc phòng, sân bóng đá, bóng rổ, khu thao trường quốc phòng an ninh. Với chủ trương học đi đôi với hành, học để ứng dụng, Đại Nam có hệ thống giảng đường 110 phòng học, diện tích gần 12.000 m², 4 xưởng thực hành thí nghiệm dược hóa hơn 50 phòng, 10 xưởng thực hành kỹ thuật diện tích 1.000 m², nhà thuốc thực hành, 2 vườn thuốc nam đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế đối với cơ sở đào tạo dược sĩ đại học, 14 phòng thực hành thí nghiệm đáp ứng đào tạo các học phần khoa học cơ bản, y học cơ sở và tiền lâm sàng, khu thực hành điều dưỡng tách biệt với hệ thống Skin Lab hiện đại bậc nhất hiện nay giúp sinh viên điều dưỡng thực hành thành thạo 55 kỹ năng nghề nghiệp cốt lõi ngay trên ghế nhà trường. Hệ thống máy móc, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm của khối sức khỏe trường Đại học Đại Nam được trang bị ngang tầm với các cơ sở đào tạo y dược lớn, uy tín trong nước. Bên cạnh đó, Đại học Đại Nam cũng trang bị 6 phòng máy tính hiện đại với diện tích gần 1.000 m² để phục vụ việc thực hành tin học và khoa học ứng dụng máy tính vào công tác đào tạo. Khoa công nghệ thông tin, ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản học có hệ thống phòng lab hiện đại phục vụ thực hành tốt nhất cho sinh viên. Trung tâm thực hành tài chính ngân hàng và kế toán kiểm toán ngay tại nhà trường giúp sinh viên thực hiện các kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của ngân hàng thương mại như kế toán ngân hàng, giao dịch ngân hàng, tín dụng với sự hướng dẫn của các bộ đến từ các ngân hàng thương mại hàng đầu. Cơ sở vật chất đảm bảo mọi lý thuyết đều được minh họa bằng thực tiễn, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ngay từ ngày thành lập, Đại học Đại Nam đã nhận thức rõ kỹ năng mềm và ngoại ngữ là hai điều cần thiết giúp sinh viên có cơ hội làm việc tốt hơn sau khi ra trường. Vì thế, Đại Nam đã đưa 10 kỹ năng mềm vào đào tạo chính khóa. Sinh viên Đại học Đại Nam được học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, đảm bảo đầu ra tối thiểu từ 450 điểm.
hệ thống thư viện và phòng đọc sách giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn tài liệu bổ ích, quý báu, giúp phục vụ việc học tập và mở mang lối sống. Đại học Đại Nam là một trong số rất ít trường đại học được tự chủ giảng dạy về quốc phòng an ninh. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Mô hình vũ khí, khí tài và các vật tư quân sự đáp ứng đào tạo đồng thời hai đại đội với 300 sinh viên một đợt. Xa hình, bãi tập mô hình kỹ chiến thuật rộng 1.000 m2 được xây dựng hiện đại kiên cố. Khu nội trú quốc phòng và an ninh khang trang ngay tại trường đảm bảo nơi ở cho 300 sinh viên một đợt. Không những thế, sinh viên Đại học Đại Nam còn sở hữu 3 sân bóng đá, 1 sân bóng rổ, nhà thể chất đa năng cùng hệ thống ký túc xá rộng 5.000 m2 với 144 phòng ở khép kín, đầy đủ tiện nghi. Kết nối với doanh nghiệp để đào tạo sinh viên thành thạo các kỹ năng làm việc là chủ trương đi trước đón đầu của Đại học Đại Nam. Theo đó, 3 khách sạn 3 sao ở Hà Nội, 4 sao ở Bắc Ninh, 5 sao ở Đà Nẵng và trung tâm thực hành lữ hành Chào Việt Nam đã được đi vào hoạt động, vừa là nơi để làm du lịch, vừa là nơi để sinh viên thực hành nghiệp vụ. Qua đó các em không chỉ nắm vững về lý thuyết mà còn thành thạo về thực tế. Sinh viên 100% ra trường có việc làm ổn định với thu nhập cao. Điều đặc biệt là Đại Nam đã liên tiếp đưa các đoàn sinh viên điều dưỡng của trường đạt chuẩn sang Nhật thực tập dưới sự đài thọ chi phí hoàn toàn từ nước bạn. Việc liên kết để đào tạo tốt hơn nữa ngành điều dưỡng của Đại học Đại Nam với Nhật Bản đang từng bước nâng cao và phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm học tiếp theo. Đây là sự ghi nhận tích cực trong chủ trương đào tạo gắn liền với thực tế của nhà trường. Trong những năm qua, Đại Nam tăng cường đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài. Nhiều văn bản hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật đã được ký kết. Hàng trăm đoàn cán bộ nước ngoài đã được đón tiếp và làm việc tại trường, tổ chức thành công hội thảo quốc tế với sự tham gia của 14 quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Bỉ, Ấn Độ, v.v. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò, trường Đại học Đại Nam đã có nhiều thành tích đáng tự hào như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, cờ thi đua thành tích tiêu biểu xuất sắc giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải thưởng Chu Văn An về thành tích giáo dục và đào tạo, giải thưởng vì sự nghiệp phát triển giáo dục của Hội Khuyến học Việt Nam. Đặc biệt, năm 2019, trường Đại học Đại Nam là một trong 8 trường đại học đầu tiên chính thức đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục Đào tạo theo quyết định số 74, quyết định kiểm định chất lượng giáo dục ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Tiếp nối thành công đó, năm 2020, Đại học Đại Nam tuyển sinh thêm 3 ngành học mới là Y khoa, Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Nhật Bản học, tăng thêm cơ hội học tập cho sinh viên. Điều đặc biệt là cả 3 ngành học mới của Đại học Đại Nam đều tuyển sinh đạt chỉ tiêu ngay từ năm đầu tiên với chất lượng điểm đầu vào cao. Đại Nam đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá 13 chương trình đào tạo và kế hoạch kiểm định 3 chương trình đào tạo trong năm 2020, gồm Dược học, Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh. Triển khai quốc tế hóa các ngành đào tạo thuộc khối sức khỏe, tiên phong là ngành điều dưỡng, xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao cho các ngành quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, kế toán, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc. Bằng uy tín và chất lượng đào tạo thực chất, năm 2020, tất cả các hệ đào tạo của nhà trường đều tuyển sinh đủ chỉ tiêu và chất lượng đầu vào ngày càng được nâng cao, tương đương với các trường đại học công lập ở khu vực Hà Nội. Riêng khối ngành sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt ngưỡng đảm bảo chất lượng riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 90% sinh viên Đại Nam có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, 5 năm liền Đại học Đại Nam có thủ khoa xuất sắc được thành phố Hà Nội chọn vinh danh. Đó là những sinh viên Đặng Thị Minh Phương, sinh viên Cao Thị Thu Anh, sinh viên Phùng Thị Đảm, sinh viên Dương Thị Quyên và sinh viên Hoàng Trung Thành. Đây chính là minh chứng, sự khẳng định trước xã hội về chất lượng đào tạo của trường Đại học Đại Nam. Phương châm của Đại Nam trong quá trình đào tạo là việc gì có hại đến người học dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm, việc gì tốt nhất cho người học thì hết lòng, hết sức. Nhiều năm qua, Đại Nam luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu thay đổi tư duy, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, Đại học Đại Nam liên tục tổ chức các hoạt động phong trào mang tính cộng đồng và nhân văn sâu sắc như tấm bánh nghĩa tình, hội trại truyền thống, các hoạt động văn hóa hòa cùng nhịp đập của đất nước, hoạt động tình nguyện, hội thao. Thương hiệu Đại học Đại Nam gắn liền với khẩu hiệu học để thay đổi. Chúng tôi đã, đang và sẽ không ngừng thay đổi vì những ước mơ, kỳ vọng được gửi trao và những niềm tin cần được thắp sáng.